Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Bây giờ xin mời nhà gái bước ra sân khấu. Giới thiệu sơ qua cho đàn gái biết lý lịch trích ngang của mình đi. Xin chào anh Quỳnh Linh, xin chào chị Nam Thư, xin chào quý vị khán giả, chào bạn gái bên kia. Mình xin tự giới thiệu, mình Ngô Quang Tuấn, 33 tuổi, em làm vườn ở thôn 3 xã Quang Tính, hiện đang lắp đất nông. Em làm vườn nó trồng gì Tuấn? Cà phê và các em quả như sầu riêng, men cục. Được nhiều không Tuấn? Dạ em được 3 ha. Thu trời dữ quá. Rồi cảm ơn đàn trai. Bây giờ xin mời đàn gái. Dạ em xin chào ban biên tập chương trình ạ. Em tên là Thanh Vàng ạ. Hiện tại em là nhân viên hành chính văn phòng ạ. Đang làm việc ở Bình Dương ạ. Quê em ở đâu? Dạ em quê là ở Tây Ninh ạ. Đường đi Bình Dương thì đường cũng đi Đắk Nông rồi ha. Dạ dạ. Bây giờ mình nói cho nhau nghe về ưu khuyết điểm của mỗi bên đi. Mời đàn gái. Ưu điểm của em thì ít nhưng mà khuyết điểm của em thì hơi nhiều ạ. Em thì được cái là hòa đồng, dễ gần, có chút xíu tâm lý ạ. Còn khuyết điểm của em thì hơi vụng về ạ. Em nấu ăn cũng không được ngon lắm ạ. Không ngon nhưng mà nó đầy tình nghĩa được rồi ha. Mà tập trung vô học thì nấu cũng nhanh. Dạ em cũng chịu học nấu ăn ạ, em cũng thích nấu ăn ạ. Rồi vậy mời đàn trai mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nè. Cái điểm mạnh của em là tính tự lập cao, biết nấu ăn và cũng thích viết văn nghệ và cũng có chú ý về làm thơ. Và điểm yếu của em là liên quan đến con số là dễ không để ý, không nhớ. Khi có sự thổ em đang xài là em không nhớ. À. Biển số xe ở nhà, ví dụ như mấy chiếc, không bao giờ đi ra đường cởi ra không biết, nhưng mà không hỏi biển số xe lại không nhớ. Đừng có nói quên tên người yêu luôn nha. Rồi có nhớ số nhà người yêu không? Giờ cái đó gạt ra em sẽ lưu điện thoại. Lưu điện thoại số nhà người yêu luôn. Mình bước qua bao nhiêu mối tình rồi? Trải qua 3 mối tình chính thức và 2 mối tình yêu đơn phương vậy. Mối tình gần nhất đây chia tay khoảng 6 tháng rồi. Tại sao lại chia tay? Em là không biết đạo, quen người con gái đó biết đạo công giáo. Khoảng 1 tháng mấy thôi. Thì bọn đó nói chung là bác em thay đạo. Thì em kia thôi đạo bên này nó giữ thì bọn nó không đồng ý. Còn đường tình trường của nhà gái sao? Em thì chỉ có một mối tình thôi ạ. Nhưng mà đã chia tay 5 năm rồi ạ. Anh này ảnh cũng muốn cưới em nhưng mà do là lúc đó em thấy là mình cũng chưa có đủ chín chắn, chưa có đủ trưởng thành để lập gia đình đó, thì em có nói với ảnh là để một thời gian nữa đi, từ từ. Sau đó thì ảnh không có đợi em được nên ảnh chia tay với em. Bây giờ đến với chương trình, bạn mong muốn tìm được một người như thế nào? Sống thì có trách nhiệm với gia đình, thấu tình đạt lý, có ý cầu tiến ạ. Ừ. Anh bên đây là có ý chí cầu tiến lắm á. Một mình ảnh mà làm 3 hết mấy là cũng nhiều lắm á. Dạ đúng rồi. Suốt nữa xuất khẩu cà phê, bơ, sầu riêng là cũng ngon lắm á. Dạ. Về chiều cao, về con người thế nào? Người thì chỉ cần là lịch sự, không có lộm hộm là được ạ. Nhưng rồi. Mà cao thì chắc cỡ 1m8 anh ơi. Cỡ 1m8 anh ơi. Trời, đòi cao dữ vậy? Dạ, da thì trắng chút xíu cũng được ạ. Tại vì em không có được trắng nên sau này lỡ mà có sinh con ra cho nó lai ba thì nó đẹp hơn. Yêu cầu tới 1m8 dữ vậy em? Em mang giày cao chắc cỡ 1m7 thì anh 1m8 là vừa. Vậy thì em yêu cầu một cô gái thế nào? Em nói cho bên đàn gái biết luôn đi. Công việc thì em không quan trọng. Một chiều cao ví dụ như 1m6 hay là cộng một tí cũng không sao. Vì em nói chung là em cũng hơi cao. Còn như ngoại hình nói chung cân đối dễ nhìn là được. Còn tóc thì ngon ngon lên một tí chứ đừng ngắn quá thì em không thích. Có dễ thôi, để dài thì để chứ nào cũng được. Chào Tuấn. Dạ, chào chị. Em chắc gốc người miền Trung đúng không? Dạ, em người Quảng Ngãi vậy. Từ nãy tới giờ em nghe bạn gái bên này chia sẻ rồi đó. Em cảm nhận như thế nào? Em mong muốn là ví dụ như người bạn gái của mình là chung học thức hay là nhận thức gì cao hơn mình là bạn tốt hơn. Đàn ông thì cái gọi là cái sĩ diện, cái tự ái của họ lúc nào cũng cao hết. Cái đó xưa rồi. Bây giờ vợ mình giỏi mình khoái cái mồ chứ có gì đâu sợ. Phạm anh. Vợ dạ. Mình trí thức giỏi thì dạy cho con, vợ mình giàu thì mình khỏi phải làm. Sao em thấy em nói cũng giỏi mà em làm cũng giỏi mà tại sao tới giờ em vẫn ế ta? Đâu, tại vì nhiều người người ta sợ, ta không dám tới. Là bởi vì ta thấy xung quanh em chắc nhiều người lắm. Đó, cứ nghĩ vậy mà em ế. Ta chỉ nghĩ vậy thôi. Chứ không phải là người ta sợ là em giỏi, em làm nhiều tiền hơn họ. Phải bật nhiều đèn xanh lên cho nhiều xe chạy qua đi rồi em sẽ thấy. Mọi người ơi, Thư vẫn bật đèn xanh nha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình ha. Em, điều em không thích nhất ở phụ nữ là gì? Em không thích người phụ nữ là quá hiện đại. Ví dụ như xăm hình này, hay là nhộm tóc vàng đỏ mà quá đỏ, quá lè lè cái gì. Em có phải là người quá hiện đại trong tư tưởng không? Dạ không ạ. Không không, đúng rồi, bạn gái bên này cũng em không hiện đại. Em truyền thống lắm chị. Thì bọn gái nói chung cá tính một tí thì còn tốt, không nên được rạc quá. Em mong muốn được như vậy. Em muốn là bạn trai em cao trên cao 1m8 trở lên đúng không?
Dạ, chị thấy là dư rồi đó. Cầu 2m1 á. Sơ mi trắng, đúng chuẩn soái ca, nhẹ nhàng. Ánh mắt của ảnh hết sức là chân thật. Chị thấy là ổn đó. Tuổi con gì? Em tuổi dần. Bên kia tuổi gì ta? Bên này tuổi ngọ. Hộp anh ơi, hộp. Hộp. Dạ. Hộp. Dạ, em chào anh. Ngọ, chào em gái, dạ. Xinh đẹp. Được. Ha, có đồng điếu cũng dễ thương ha. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Đàn gái tươi ha, năng động ha. Làm mái tóc rất là sang trọng luôn. Tay quần áo cũng rất là ok. Một cô gái rất là hiện đại đó nha. Nhưng mà vấn đề chỗ này nè, em xem chuyện làm dâu thế nào? Xã hội hiện đại nhưng mà em vẫn là tư tưởng truyền thống. Bởi nên đối với em thì làm dâu cũng là một chuyện rất là bình thường ạ. À, vậy tốt dạ, rồi. Dạ, em cũng không ngại vấn đề làm dâu ạ. À. Bây giờ em ở với ai ngoài đó? Em hiện tại em đang ở với vợ chồng anh hai. Từ ba mẹ? Dạ, ba mẹ ở quê, em vợ lập nghiệp nơi thành. Ở Quảng Ngãi hả? Dạ. Em có nhà riêng chưa? Dạ, đó là nhà của em á. Anh chị đã có nhà ở quê rồi, mà vô đây kiểu khí hậu nó mát mẻ nên anh vô làm. Lấy vợ về là coi như không có làm dâu đúng không? Dạ. Thấy bên đây cười khúc khích rồi đó. Ghen không? Ghen nhưng mà tin. Ghen tin đúng không? Dạ. Em ghét tật xấu gì của người đàn ông nhất? Hút thuốc ạ. Có không Tuấn? Dạ, em không hút thuốc ạ. Không hút thuốc. Hay ghê. Với lại đừng có vũ phu anh ơi. Anh thấy người này không vũ phu đâu. Bây giờ vũ phu kiếm giờ cũng giờ có nữa. Giờ vũ phu giờ kiếm khó lắm. Giờ chỉ sợ vũ nữ thôi. Đàn ông mà vũ nữ là mệt lắm. Đàn gái đi với ai nào? Dạ em đi với bạn của em ạ. Em là bạn của Vàng. Theo như Điệp thấy thì anh bên đây nói chung là đẹp trai. Về ảnh thì ảnh nhìn có vẻ hiền. Nhìn thấy hai người đứng là hợp. Anh trai đi với ai? Anh đi với em trai của anh. À, dạ xin chào anh Quyền Linh cùng với chị Nam Thư cùng với tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay cùng với chị Ba Tương Lai. Em tên là Ngô Văn Sen, là em trai của anh Ngô Quang Tuấn. Thì theo em nhận xét thì chị bên này thì cũng rất là hiền, dễ thương. Nếu được thì mình đánh với nhau để sang năm cộng năm có một đứa cháu để ẵm để bồng. À, dễ thương hết sức. Ca dễ thương chưa? Dạ. Thôi được rồi, bây giờ thôi cho hai bạn gặp mặt đi. Mở rào, mở cánh cửa tình yêu. Rồi, đến chương trình, em tặng em bó hoa. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Em cũng muốn quà nhỏ để tặng cho anh ạ. Quà bỏ bóp kỹ quá ha. Không, cái này là một cái giấy nốt bình thường thôi. Đầu tiên là em ghi cái ngày hôm nay mình gặp nhau. Dạ. Vậy em đang cầm trên tay cái gì nữa? Dạ, em chuẩn bị cái bài thơ nho nhỏ để mà tặng mọi người ở đây ạ. Dạ, bởi em có thể đọc thơ luôn mời em. Còn duyên kẻ đến người đưa, hết duyên đi sớm về khuya một mình. Hôm nay em đến chương trình, nhờ ban biên tập chương trình giúp em. Duyên hôm nay chương trình định, nợ mai sau đôi mình tính. Duyên nợ hôm nay mình định chắc nha anh. Em gặp anh cũng là lần đầu tiên. Em nghĩ cảm giác anh gọi là như con người anh như thế nào? Em cảm thấy anh cũng hiền, nghiêm túc. Anh là lính ra mà. Dạ em cũng thích bộ đội. Còn bạn trai cảm nhận bạn gái thế nào? Chung em là thấy người nói chung là chững chạc. Anh nghĩ là một người vợ tương lai rất là đảm đang. Anh mến em. Hiện nay cái mà nó chưa được thuận lợi nhất đó là cái đường xa cách trở của hai bạn. Ví dụ như hiện giờ em đang làm ở đâu? Dạ em đang làm tại khu Thủ Dầu Một Bình Dương ạ. Còn riêng anh thì công việc nói chung vào có ngày mùa nó bận thôi, chứ bình thường thì nói chung phải dành sẽ dành thời gian được cho em. Con đường nói chung hai đứa mình thì không xa đâu, quan trọng là hai trái tim thôi. Dạ. Tuần nào cũng gặp thì cũng khó, ví dụ như công việc làm nông thì vụ mùa màu thì nó cũng bận rộn, không thể đâu khi tuần nào cũng gặp được. Ví dụ sau này lập gia đình thì em có thể ví dụ như về trên đó chọn một công việc ví dụ như khóc hiện tại bây giờ lo lắng gia đình, hay là một kiếm một tìm việc khóc nó phù hợp hơn để cho nó gần hai đứa hoặc là gần gũi hơn, thì em như tính như thế nào? Thì nếu như mà tìm được công việc ổn định, có thể ổn định cuộc sống thì được ạ. Hiện tại nói chung công việc anh thì tuy làm nông nhưng kinh tế đó ổn định, mọi thứ nói chung có thể là đủ lo cho mọi hạnh phúc của mình. Nói chung là làm nông bây giờ nó cũng hiện đại lắm. Em thấy không, nhìn Tuấn đâu ai biết là nông dân đúng đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Tưởng đâu là doanh nghiệp không à. Cái này em gặp ngoài em còn lầm. Làm ruộng bây giờ thật sự nói là nó rất là thoải mái, bởi vì tất cả mọi thứ đều là công nghệ, tưới tiêu này kia đều công nghệ hết rồi. Chỉ ra mình chắp tay xuống đít đi tới đi lui rồi coi nó làm sao thôi.
Ví dụ như em, ví dụ như em thích con trai hay gái sinh đầu tiên á, mấy đứa? Em thì thấy càng đông càng vui, nhưng mà hai hoặc ba là được rồi ạ. Sau này kinh tế hai đứa con là đủ, ba đứa là được rồi, ok. Dạ dạ. Ân nếu sau này ân về ân anh là người nông dân, em ra đường em cảm thấy ví dụ như mình có sáu hữu bọn bài về ví dụ như ân người chồng nông dân như anh không? Dạ không ạ, em không nghĩ như vậy ạ. Chỉ cần anh biết đối nhân xử thế là được ạ. Nếu một người không có biết đối nhân xử thế thì không cần biết anh ở địa vị gì trong xã hội cũng như vậy thôi. Hay. Tuy anh là người làm vườn, nhưng mà cứ tin tưởng một người con trai gánh vác cả gia đình được. Lo hạnh phúc là số 1. Rồi, ok. Khoảng cách về địa lý không có là gì đâu. Quan trọng là cái con tim của mình nó cảm nhận như thế nào. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, chúc mừng. Chúc mừng em. Đây, hoa của em. Dạ. Bây giờ chúng ta hôn một nụ hôn đầu tiên. Dễ thương quá.